Chào nhá, chào khách của em nha. 7 giờ lên cả nhà ơi. Bia mai cho em, trời trời đẹp quá. Bia mai nha. Chất lụa hàn siêu đẹp. Form này là form to nè. 55 tới 65 kg vừa cho em, 55 tới 65 kg vừa đẹp quá. Chất siêu đẹp nha. Lụa hàn loại 1 luôn á. Được kiểm tra hàng nha. 7 giờ. Hello, hello. Chia sẻ like giùm em nha khách ơi. Chưa xem like chia sẻ like giùm em nha. Bim ma lụa cho em, siêu đẹp. Chia sẻ like nào cả nhà ơi. Hello nha, chào cả nhà của em nha. Cả nhà ơi, ai xem like vô chia sẻ like giùm em nè. BMI cho em luôn, form này form to nha. Form này form to. Form này form to cho em nha, 55-65kg vừa. Siêu đẹp luôn khách ơi. Ủa, hôm bữa em dục cái chồng đồ lên đâu mất tiêu rồi. Siêu đẹp cho em luôn nha. Đâu mất tiêu rồi, thấy rồi nha. Bima chất lụa hàng cả nhà ơi, siêu đẹp. Một bộ cho em Tâm là 80.000, được kiểm tra hàng nha. Được kiểm tra hàng cho em Tâm luôn. Chất siêu đẹp, chất lụa hàng cho em. Size này là 55 tới 65kg vừa nha. Chất lụa hàng cho em, cực đẹp. Được kiểm tra hàng cho em. Một bộ 80.000 nha khách yêu ơi. Một bộ 80.000, chất lụa hàn, cổ phối, áo có túi, quần dài có túi hai bên nha khách. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Đó, 80.000 một bộ. Nha khách. Đó, siêu đẹp luôn. Một bộ 80.000, được kiểm tra hàng cho em. Lụa hàn nha cả nhà ơi, 55 tới 65 kg vừa cho em nha. 55 tới 65 kg vừa cho em. Rồi, ai thích nè, ai thích phối hồng nè, inbox cho em nè, mã 1. 55 tới 65 kg vừa, mã 1.
Phối hồng cho em 80 ngàn một bộ, chất lụa Hàn 80 ngàn thôi nha. Áo có túi, quần dài có túi hai bên nha. Chất vải là xịn cho em luôn, lụa Hàn cao cấp nha. 55-65kg vừa. Ai thích tím, ai thích phối hồng này inbox em mã 1 nè. Phối hồng mã 1, 55-65kg vừa, 80 ngàn một bộ, được kiểm tra hàng nha. Quá đẹp luôn. Cái vải của nó em bao khách luôn đó khách, chuẩn xốp luôn nha. Vải mịn rất, bao kiểm tra cho em. Rồi, ai thích phối hồng này inbox cho em mã 1. Mã 1 nha khách ơi. 55-65kg vừa, mã 1 cho em. Một bộ 80 ngàn. Mã 1 nha. Mã 1. Rồi, phối đỏ cho em nè. Phối đỏ cho em, mã 2. Phối đỏ cho em nha. Mã 2. 55-65kg vừa, mã 2. Một bộ 80 ngàn, mã 2. Đó, mã 2, 55-65kg vừa, biên ma phối nè. Chất lụa Hàn siêu đẹp, được kiểm tra hàng nha. Ai thích màu này inbox cho em mã 2. Một bộ 80 ngàn, được kiểm tra hàng nha. Đây, chất siêu đẹp luôn. 55-65kg vừa cho em. Áo có túi, quần dài có túi hai bên luôn nha. Chất lụa Hàn, vải siêu đẹp. Hello, chào Huỳnh Thị Chi nha. Cực kỳ đẹp, cảm ơn Huỳnh Thị Chi đã chia sẻ like giùm em nha. Cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. 80 ngàn một bộ. Chất vải là siêu đẹp nha cả nhà. Chất vải là siêu đẹp rồi, vô lẽ em bao ưng cho khách em luôn á. Khách nào gần sốt thì mình ghé mình lựa luôn nha. Khách nào ở xa thì mình được kiểm tra hàng cho em. Rồi, ai thích màu này inbox cho em mã 2. Ai thích màu này inbox cho em mã 2. Rồi, màu này mã 3 nha khách, màu cam. Phối cam nè cả nhà ơi, phối cam cho em mã 3. 55-65kg vừa. Đây, chất lụa Hàn, phối siêu đẹp luôn. Áo có túi, quần dài có túi hai bên nha. Quần dài có túi hai bên. Form siêu đẹp cho em. 80 ngàn một bộ. 55-65kg vừa. Một bộ 80 ngàn nha. Chất siêu đẹp luôn, được kiểm tra hàng cho em. 80 ngàn một bộ. Ai thích màu này inbox cho em tâm mã 3. Ai thích màu này inbox cho em tâm mã 3 nha. 55-65kg vừa, mã 3. 80 ngàn một bộ, em bao chất cho mình luôn. Lụa Hàn cao cấp loại 1 cho em luôn đó nha. Một bộ 80 ngàn thôi. Rồi, ai thích màu này inbox cho em tâm mã 3. Một bộ 80 ngàn, được kiểm tra hàng nha. Rồi, phối xanh nè. Phối xanh luôn khách yêu ơi. Phối xanh 80 ngàn một bộ. 55-65kg vừa cả nhà thấy không. Cái chất lụa Hàn vải này là siêu đẹp cho em luôn. Áo có túi nha. Áo có túi cho em. Quần dài luôn nè. Quần dài có túi hai bên. Quần dài có túi hai bên. Chất lụa Hàn siêu đẹp luôn. Có 70kg không chị? Có nha. 70kg có luôn nha. Huỳnh Thị Chi 70kg có luôn. Một bộ cho em tâm là 80 ngàn, chất lụa Hàn, vải siêu đẹp, được kiểm tra hàng nha khách ơi. Được kiểm tra hàng cho em, chất không đẹp khỏi lấy nha. Chất không đẹp mình khỏi lấy luôn. Một bộ 70 ngàn thôi, một bộ 80 ngàn nha. Đây em cho mình xem 70kg nha. Chất bên nhà em là chất lụa Hàn nha khách. Lụa Hàn cao cấp cho em luôn. Không đẹp không lấy tiền khách yêu luôn. Đây, size này là 70kg quay đầu cho em nha. Ai cao trên 1m6, 73kg mặc vừa luôn nha. Đây, siêu đẹp cho em. Đó, ai thích màu này inbox em nè. Mã 1 nha. Mã 1 70kg nha. Mã 1 70kg. 80 ngàn một bộ nha khách ơi. 80 ngàn một bộ nha. Màu vàng nè cả nhà ơi, bim ma. Chất lụa Hàn siêu siêu đẹp. Chị em mình được kiểm tra hàng nha. Khách nào gần shop á, thì mình ghé mình lựa luôn. Khách nào ở xa thì em bên em có ship. Mà có ship lại có cho mình kiểm tra hàng luôn nha. Đó. Đưa quần lên cho chị coi ống bao nhiêu. Đưa quần lên cho chị coi ống bao nhiêu. Ống này là bao nhiêu chị? Em thấy nó vừa chứ nó không có rộng. Em thấy nó vừa chứ nó không có rộng đâu nha. Đây ống nó bị dai nè chị.
Được không? Ống này nhiêu ta? Chắc 15 quá. 15 á. Ống này chắc 15 á. Ống này chắc 15 nè chị. Võ Thị Hường. Vải siêu đẹp cho em nha. Vải siêu đẹp, chất lụa hàng cao cấp của nhà em luôn. Ống nó chắc 15 á chứ ơi. Một gang tay vậy nè. Một gang tay ngón tay út của em nha. Chắc 15 á. 15 thì đúng. Đây, một bộ cho em. Được rồi. Rồi, thường thường em thấy thường thường là nó may như vậy không mà. Trừ khi nào ống rộng nó mới bự thôi. Trừ khi nào mango xếp ly là cái ống nó sẽ rộng hơn nha. Còn BMA là cái ống tầm 15 thôi. Đây, ai thích màu này inbox em mã 1 nha. 70kg vừa. Inbox em mã 1 70kg nha. Tại vì em có lên 65kg nữa. Ai bao nhiêu ký thì mình inbox cho em nha. Mã 1 màu vàng nè cả nhà. Đó. Quần có túi hai bên nha. Chất lụa hàng cho em Tâm. Siêu siêu đẹp. Được kiểm tra hàng. Em bao cho mình kiểm tra hàng luôn á. Bao cho mình kiểm tra hàng luôn. Chất bên nhà em là siêu đẹp. Em bán hàng tại shop nha khách ơi. Ai gần shop em thì ghé lựa luôn nha. Còn ai ở xa á, thì em có ship cho chị em mình nha. Em có ship cho chị em mình. Chất vải nhà em là siêu đẹp. Chị em mình mua là chị em mình được kiểm tra hàng cho em nha. Đó. Một bộ cho em Tâm là 80.000. Một bộ cho em Tâm là 80.000 nha. Rồi, ai thích màu vàng này inbox cho em Tâm mã 1. Mã 1 80.000 70kg nha. Form này cho em là 70kg quay đầu nè. Form này cho em là 70kg quay đầu. Từ 60 tới 70kg nha. Đây, ai thích inbox cho em mã 1. Mã 1 70kg 80.000 một bộ. Em bao giá cho mình luôn. Chất là lụa hàn. Siêu đẹp nha chị em ơi. Rồi, ai thích màu cam nè. Màu cam dịch nè cả nhà ơi. Hình con dịch nè, siêu cute, siêu đẹp cho em luôn. Đó, 70kg chị em mình quay đầu cho em Tâm mẫu này nha. Đây, siêu đẹp luôn. Đó, màu hồng cam nha. Màu hồng cam. Chất là lụa hàn nha cả nhà. Chất là lụa hàn cho em Tâm. Một bộ 80.000 được kiểm tra hàng. Vải siêu đẹp, chất là lụa hàn nha. Lụa hàn, 70kg quay đầu cho em. Ai thích màu này, chị em mình pin bóp cho em mã 2 nha. Mã 2, 70kg nha. 80.000 một bộ. Siêu đẹp luôn. Màu hồng. Màu hồng cam nè, cả nhà ơi, siêu đẹp chưa? Hình con vịt siêu cute cho em luôn. Áo có túi, quần dài có túi hai bên. Về cái chất vải thì em bao ok cho chị em mình, khỏi phải bận tâm nha. Nhận hàng là em bao kiểm tra hàng cho chị em mình luôn. Khách nào gần shop thì mình ghé mình lựa luôn cho yên tâm nha. Khách nào gần shop mà khách nào đã biết em bán hàng rồi á thì em bao chết rồi. Khách nào ở xa mình chưa mua thì mình cứ việc mua, đặt mua thử một bộ hai bộ đi nha. Chết thì em cho mình kiểm tra hàng, mình đâu có gì phải sợ lầm đâu đúng không? Rồi, ai thích màu hồng nhạt inbox cho em màu hồng nhạt nha. Đây, gấu siêu cute cho em Tâm luôn. Áo có túi, quần dài có túi hai bên nha. Chất lụa hàn nhà em là bao mướt, bao đẹp cho cả nhà yêu luôn. Đó. Bao giặt, bao cho mình không bị xù lông, mặc cực kỳ mướt mà cực kỳ mát luôn nha cả nhà. Form này cho em Tâm là 70kg mình quay đầu nha. Chị em nào mình thích màu hồng nhạt này inbox cho em mã 3. Đó. Có bộ dành đáy không? Có nha. Tất cả hàng này đều dành đáy nha chị. Tất cả hàng này đều dành đáy. Hàng này là bao, bao ok luôn. Hàng bên nhà em là dằn đáy nha. Không có sợ bung, không sợ tét đâu. Trời ơi, yên tâm. Yên tâm luôn nha. Đó, em đi bán nè. Em đi bán, em hoạt động nè. Coi giãn cỡ nào luôn, em bán hàng cho khách yêu của em luôn. Đó, ai cũng phản hồi là cực kỳ ok nha. Yên tâm đi. Em bán hàng tại shop, khách gần nhà người ta mua, người ta mặc rồi. Đó, đừng nói chuyện mình ở xa. Bao chất vải nè. Bao ok. Cái đáy này là bên em có dằn đáy cho cả nhà luôn nha. Mình khỏi phải lăn tăn là sợ bị bục chỉ nha, đứt chỉ nha cả nhà ơi. Đó, yên tâm nha. Một bộ bên nhà em bán 80.000 nên rẻ quá nên cả nhà mình lăn tăn đúng không? Không, cái này em bán là giá yêu thương cho chị em mình thôi nha. Một bộ 80.000 được kiểm tra hàng về cái chất vải nè. Về cái chất vải cho em nè. Dằn đáy là bao ok nha. Hello, chào Lệ Lệ nha. Chào cả nhà của em nha. Một bộ 80.000 bao chất, bao đẹp cho chị em mình luôn. Cái chất vải là em bao kiểm tra nha. Hàng siêu đẹp, siêu xuất sắc cho em luôn. Rồi, ai thích màu hồng nhạt này mình inbox cho em nha. Mã 3, 70kg chị em mình quay đầu cho em nha. Đó, mã 3, 70kg nha. Ai bao nhiêu ký thì mình inbox cho em. Mã 3 nè, 70kg nè. Một bộ chỉ có 80.000 thôi. Chất lụa hàn,
áo có túi, quần dài có túi hai bên nha. Siêu siêu đẹp rồi. Trời ơi, nhận về vải không đẹp là mai mốt lên mạng là thấy em Tâm là bóc phốt liền nha. Nói dóc nói xàm không à. Chất vải không đẹp mà nó dóc phải không? Nhưng mà nhận hàng đẹp về, nhớ lên nha. Nhớ lên mà hả? Trời ơi, hàng đẹp quá nha em ơi nha. Đó, siêu đẹp cho em luôn khách ơi. Hồng nhạt giùm em Tâm nè. Hồng nhạt giùm em luôn. Một bộ cho em là 80.000. Form này cho em là từ 70kg. Chị em mình quay đầu giúp em nha. Ai thích màu hồng nhạt này inbox cho em mã 3. Chị ở đâu vậy? Em ở ấp Tà Lọt A, xã Thạnh Trị Sóc Trăng nha chị ơi. Em ở ấp Tà Lọt A nha. Rồi, ai thích mã 3 inbox mã 3 cho em nha. Ai thích mã 3 inbox mã 3 cho em nha cả nhà ơi. Rồi, trời ơi, màu hồng nhạt luôn nè cả nhà ơi. Hồi nãy hồng nhạt gấu đúng không? Bây giờ hình khác cho mình luôn nè. Trời ơi, quá trời hình, quá trời đẹp cho chị em mình rồi. Đây, màu hồng nhạt cho chị em mình luôn nha. Em đưa gần cho chị em mình xem nè. Có hình gấu, có hình hộp quà nè. Siêu đẹp luôn. Có bông tối không? Có nha chị yêu ơi, để em đưa bông tối cho mình xem nha. Để em đưa màu xanh đưa bông tối cho mình xem nha. Rồi, màu hồng nhạt này siêu cute cho em luôn. Quá đẹp rồi nè. Cả nhà ơi, hồng đẹp gấu cho em nha. Đó. Chị cho em xem bộ hồng nhạt 52kg. Ok nha, lệ lệ. Trời ơi, siêu đẹp luôn khách ơi. Hàng nhà em là siêu đẹp. Em bao chất cho chị em mình luôn. Chất lộ hàng của nhà em là bao kiểm tra. Bao kiểm tra hàng nha khách yêu. Bao kiểm tra hàng. Không đẹp, không lấy tiền cả nhà yêu của em luôn. Trời ơi, cái vải rờ vô là mịn gấc nha. Mịn gấc luôn. Khách lại xốp rờ còn ưng nữa nha. Đó, mình không lại xốp được thì mình được kiểm tra hàng cho em Tâm. Mình không lại xốp được thì mình được kiểm tra hàng nha. Đó, hàng đúng như em nói thì mình vui lòng mình nhận hàng giùm em nha. Cực kỳ đẹp luôn. Hôm bữa em có đi giao hàng bên bên công viên gọi là ở đâu ta em quên mất tiêu rồi. Giao tới nhà cho chị yêu luôn á. Tại vì tiền thẻ em đi chơi á, em giao luôn. Nha, siêu siêu đẹp. Đây, 52kg cho em nè. Hồng nhạt nè, hồng nhạt này thỏ siêu đẹp cho em luôn nè. Lệ lệ ơi, siêu siêu đẹp. Chỗ cái chất vải của nhà em Tâm là ta nói một từ là phê. Nha, một từ là phê cho em Tâm luôn. Lên màu tối đi chị. Ok Kiều Diễm, lên mẫu khác đi. Kiều Diễm nguyên mình bao nhiêu ký hả? Mình mới biết rằng lên màu tối cho mình nha. À, đây, màu hồng nhạt nè. Màu hồng này được không? Màu hồng này được không? Lê Lệ, được không chị yêu ơi? Một bộ 80.000 nha. Được kiểm tra hàng cho em Tâm luôn. Bima lụa hàng cho em. Vải mịn rất luôn nha. Vải siêu mịn rất cho em luôn. Thích màu hồng nhẹ hồng này thì inbox cho em nha Lệ Lệ. Hồng thỏ, hồng thỏ 52kg nè. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Trời ơi, mặc vô là bao đẹp luôn nha. Bao đẹp, chất vải là em bao đẹp cho chị yêu mình luôn. Một bộ cho em Tâm nè. Đó, rồi ok, hồng nhạt nha. Cực kỳ hồng nhạt luôn. Đó, cái này hồng thỏ được không? Này, hồng này nhạt nhạt, không có đậm đâu. Siêu đẹp cho em luôn. Chịu thì ok cho em nha Lệ Lệ. Chịu thì ok cho em nha. Để em kiểm tra coi mình còn hồng nhạt đó không. Chịt. 68kg á chị. Lên tay cọc đi chị. Ok nha. Đây. Cái này hồng nhạt nè. Cái này hồng nhạt là Lê Lệ. Chất này là chất lụa nha. Siêu đẹp cho Tâm luôn. Sell cho mình luôn. 60.000 một bộ. Siêu đẹp. Chất lụa nha. Đó, lụa trăm đê nè. Cái này là lụa trăm đê nha. 60.000 một bộ lụa trăm đê màu hồng nhạt nè. Chịu không? Chịu thì ok cho Tâm nha. Có hình gấu luôn nha. Có hình gấu luôn. Siêu đẹp, siêu cute, có chữ cho mình nha. Đó. Hello chào My Lê nha. Chào Kiều Diễm Nguyên nha. Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi vô xem like, chia sẻ like giùm em nha. Đó. Màu khác đi, hồng thỏ. Rồi ok, hồng thỏ nha. Chốt hồng thỏ cho Lê Lệ nha. Hồi Lê Lệ ơi, cho Tâm xin số điện thoại và địa chỉ nha.
Lê Lệ ơi, cho Tâm xin số điện thoại và địa chỉ nha. Có số điện thoại địa chỉ Tâm mới lên đơn cho mình được nha. Một bộ 80.000 cả nhà ơi. Chất của nhà em là siêu đẹp. Em nói một từ, chất là nhà của em siêu đẹp luôn á. Lê Lệ, cho em Tâm xin số điện thoại nha. Có số điện thoại mới lên đơn cho mình được nha. Rồi em lên màu tối cho mình nè. Màu tối cho mình 68kg nha. Màu tối cho khách yêu của em 68kg nha. Lê Lệ ơi, mình cho em xin số điện thoại nha. Có số điện thoại mới lên đơn thành công cho mình được. Rồi, đây 70kg quay đầu cho em Tâm nè. Xanh đen nè cả nhà ơi, xanh đen nè, chất lụa hàn cho em. Một bộ 80.000 nha. Xanh đen, hình Doraemon nha cả nhà, hình Doraemon nha. Áo có túi nè, áo có túi. Đó, hoa thúy lên 42kg đi. Dạ, ok nha. Đây, đó, siêu đẹp chưa? 70kg quay đầu cho em nha. Xanh đen, xanh đen nha. Siêu đẹp cho em nè. Hình nè, hình Doraemon cho em nè, siêu cưng luôn. Form này cho em là 70kg, chị em mình quay đầu nha. Ai thích nè, xanh đen Doraemon inbox cho em nè. Đó, xanh đen Doraemon nha. 70kg quay đầu, 80.000 một bộ. Chất lụa hàn nha. Chất lụa hàn cho em Tâm. Được kiểm tra hàng, siêu đẹp. Siêu đẹp nha. Một bộ cho em là 80.000. Được kiểm tra hàng nha. Doraemon, xanh đen Doraemon 70kg. Thanh Hóa hả? Thanh Hóa cùng quê với em hả? Không, 037 606. Thôn Sơn Lương. Xã Đồng Nam. Rồi em chốt cho Lệ Lệ nha. Thỏ nha. Chốt cho Lệ Lệ là thỏ nha. Rồi, cái này màu xanh đen nha, Doraemon nha. Ai thích xanh đen inbox xanh đen cho em nha. Xanh đen 70kg. Rồi, màu cam đất nè. Màu cam đất cho em Tâm nè. Màu cam đất 70kg quay đầu cho em nha. Màu cam đất nè. Siêu đẹp luôn, chất lụa hàn, được kiểm tra hàng cho em nha. Chất lụa hàn, vải siêu siêu đẹp. Đó, biên ma. Áo có túi, quần dài có túi hai bên nha cả nhà ơi. Cả nhà nha. Đó, siêu đẹp cho em luôn, 80.000 một bộ, chất lụa hàn, được kiểm tra hàng. Bên nhà em là bao chất, bao kiểm tra cho chị yêu của mình luôn nha. Đây, áo có túi, quần dài có túi hai bên cho em. Rồi, ai thích màu cam đất này inbox em màu cam nha. Màu cam đất nè, siêu đẹp luôn, siêu đẹp. Em người Thanh Hóa à? Dạ, em người Thanh Hóa nha, gốc Thanh Hóa nha chị yêu ơi. Đó, cha mẹ em người Thanh Hóa nha. Rồi, ông bà em cũng vậy luôn á. Bắc Thanh Hóa, Bắc Nam Tư nha. Rồi, chị em nào thích màu này inbox cho em màu cam đất nha. Chị em nào thích màu này inbox em màu cam đất 70kg nha cả nhà ơi. 70kg quay đầu cho em. Đó, lên 55kg đi chị. Ok nha. Ok nha. Rồi, đợi tao một chút xíu nha, Tâm lên mấy cái màu tối tối này. Cái màu xanh đen nè nè. Cái màu xanh đen Doraemon này Tâm có hai bộ nha. Xanh đen Doraemon. Rồi, màu xanh đen thỏ nè. Xanh đen thỏ 70kg nha. 70kg nè. Xanh đen thỏ 70kg nè. Ai thích xanh đen nào thì mình inbox em nha. Em lấy chồng về Sóc Trăng à? Dạ, em mê trai Sóc Trăng. Em lấy chồng về Sóc Trăng nha. Đây, siêu đẹp cho em luôn nha. Siêu đẹp cho em luôn. Ai thích xanh đen thỏ nha. Inbox cho em xanh đen thỏ nha. 70kg nha. Xanh đen thỏ là 70kg giùm em. Đây, siêu đẹp luôn. Một bộ 80.000 được kiểm tra hàng nha. Một bộ 80.000 được kiểm tra hàng nha cả nhà ơi. Rồi, màu hồng nè.
màu hồng sen cho em nha, màu hồng sen cho em. Đây, hồng sen, hồng sen là đẹp chưa cả nhà. Chất của nhà em là chất lụa Hàn siêu đẹp luôn đó cả nhà ơi. Em bao chất bao kiểm tra cho khách yêu của em luôn nha. Chị em nào thích hồng sen thì inbox hồng sen cho em. Một bộ cho em Tâm nào, 80.000, được kiểm tra hàng nha. Được kiểm tra hàng cho em 70kg quay đầu nha. Cái form này là 70kg quay đầu cho em. À, chị người Cần Thơ lấy chồng ra Thanh Hóa. Trời ơi, thằng thì lấy vô, thằng thì lấy ra. À, bởi vậy ngộ hen. Rồi đây, à, chị em nào thích màu này, inbox cho em nha. Inbox cho em nha, hai chị em mình đổi nhau được rồi đó. Ai thích màu màu hồng sen, inbox em hồng sen nha. Hồng sen, 70kg quay đầu cho em nè. Rồi, xanh lá nha. Xanh lá cho em Tâm nè, 70kg quay đầu. Màu vàng nha, màu vàng 70kg quay đầu. Chất lụa Hàn siêu siêu đẹp, được kiểm tra hàng nha cả nhà ơi. Đó, rồi màu hồng cam nha, Việt nè. Chị em nào 70kg thì mình thích màu nào mình inbox cho em nha. Bên em có màu xanh đen, màu hồng sen, màu xanh lá, hồng nhạt, rồi hồng cam nha. Chị em nào thích màu nào thì mình inbox cho em. Đó, rồi màu cam đất nữa nha. Một bộ 80.000, được kiểm tra hàng cho em. Rồi hồng nhạt nè, hồng nhạt gấu nè, hồng nhạt gấu nè, rồi hồng nhạt thỏ nha. Hồng nhạt gấu, hồng nhạt thỏ, một bộ 80.000. À, form này cho em là 70kg quay đầu. Chị em mình mua hàng bên nhà em Tâm mình được kiểm tra hàng nha. Chất của nhà em là siêu siêu đẹp. À, mua hàng bên nhà em là mình được kiểm tra hàng. Không đẹp không lấy tiền khách yêu của em nha. Không đẹp không lấy hàng tiền khách yêu của em luôn. Một bộ 80.000, được kiểm tra hàng. Em bán hàng tại số. Khách nào biết nhà em rồi á, thì mình lại mình lựa rồi khỏi nói nha. Khách nào ở xa thì bên em có chính sách là cho chị em mình kiểm tra hàng nha. Đó, tất cả các shop bây giờ ai cũng cho mình kiểm tra hàng hết trơn, cũng như em thôi nha. Chưa cho mình kiểm tra hàng. Chị em nào mình thích á, thì mình inbox cho em nha. Một bộ 80.000, chất lụa Hàn siêu siêu đẹp, được kiểm tra hàng. Đó, 70kg thì em có sau mình xem màu rồi đó. Chị em nào thích màu nào thì mình inbox cho em nha. Màu xanh đen nè. Bên mà 70kg bên nhà em có màu xanh đen cho mình nè. Màu cam đất nè. Màu cam đất, màu hồng nè. Đó. Màu màu hồng cam nè. Màu vàng nè. Màu vàng nha. Rồi, màu hồng nhạt cho em nha. Đó, chị em nào thích thì mình inbox cho em. Một bộ cho em Tâm là chất lụa Hàn, 80.000 một bộ. Em bao chất bao kiểm tra cho chị em mình luôn nha. Em bao chất bao kiểm tra cho chị em mình luôn. Từ form tới chất vải nhà em là bao đẹp. Mua hàng bên nhà em là mình được kiểm tra hàng nha khách ơi. Rồi em lên mẫu cho mình 55kg nha. Chất lụa Hàn cho em Tâm luôn. Vải siêu đẹp, em còn mấy bộ luôn nè. 80.000 một bộ nha khách. 80.000 một bộ nha. Đó. 55.000 một bộ em còn à. Em còn hai bộ tay dài. Em sell cho mình luôn cũng 80.000 bằng tay ngắn luôn nha cả nhà. Đây, ai thích thỏ xanh nè. Mẫu này cho em nha. Là từ 50kg, 50-60kg vừa cho em nha. 45kg đi, 45-60kg vừa cho em. Trời ơi, siêu đẹp luôn. 45-60kg vừa nha. Lụa Hàn siêu đẹp luôn. Lụa Hàn siêu siêu đẹp của nhà em luôn nha. Một bộ cho em Tâm 80.000 thôi. Áo có túi nè. Quần dài có túi hai bên nha. Em còn hai bộ tay dài em cũng bán cho mình bằng giá với tay ngắn luôn. Kệ đi. Đó, siêu siêu đẹp cho em luôn. 80.000 một bộ. Chị em nào thích thì inbox cho em nha. Thỏ nè, thỏ xanh đen, thỏ xanh đen nha cả nhà ơi. Thỏ xanh đen 80.000 một bộ. Mẫu này cho em nha. 60kg chị em mình quay đầu nè. 60kg chị em mình quay đầu nè. Đó, này 55kg mặc vừa nha My Lê. 55kg mặc vừa là siêu đẹp luôn á. Form này là 60kg quay đầu cho em Tâm nha. Một bộ là 80.000. Chị em mình mua hàng bên nhà em Tâm mình được kiểm tra hàng cho em nha. Một bộ 80.000 cho em. Ai thích thỏ xanh đen nè. Thỏ xanh đen cho em một bộ 80.000. Trời ơi, siêu siêu đẹp cho em Tâm luôn nha. Thỏ xanh đen. Cái chất vải của em nói là một từ là phê. Rồi vô là em bao ghiền cho chị em mình luôn nha. Lụa Hàn cao cấp chuẩn sốt cho em luôn. Ai thích màu xanh đen này inbox cho em nha. Xanh đen, tay dài, chất lụa Hàn siêu đẹp luôn. Áo có túi, quần dài có túi nha. Xanh đen, ai thích xanh đen inbox xanh đen cho em nè. Rồi, tiểu thư cho em nè. Tiểu thư cho em luôn, cam đất luôn nha. Màu này màu cam đất nha cả nhà ơi. Tiểu thư cho em, trời ơi siêu đẹp chưa.
Lụa Hàn cao cấp chuẩn xốp giùm em luôn nè cả nhà ơi. Mặc lên là bao đẹp, chất là em bao phê nha. Màu cam đất, ai thích màu cam đất này inbox cho em nè. Cam đất 55kg, 60kg nha. Form này do em Tâm là 60kg quay đầu, từ 45kg tới 60kg quay đầu giùm em Tâm nha. Một bộ là 80.000, chất lụa Hàn em bao đẹp cho chị em mình luôn. Đây, mẫu này là mẫu tiểu thư cho em nha. Đó, cam đất tiểu thư cho em nè, 80.000 một bộ. Mua hàng bên nhà em là chị em mình được kiểm tra hàng nha. Ai gần shop thì mình ghé shop mình lựa giùm em Tâm luôn. Đây, cam đất hình thỏ siêu cute cho em luôn nè. Một bộ 80.000, từ form tới chất vải là em bao ghiền. Trời ơi, vải gì mà rờ vô nó mút rượt luôn cả nhà ơi. Màu cam đất cho em. À, màu cam đất nha. Form này là 60kg quay đầu giùm em nè. Ai thích inbox cho em nha. Một bộ 80.000. Ai thích màu cam đất nè, tiểu thư cam đất nè, inbox cho em. Một bộ 80.000 nha khách ơi. Được kiểm tra hàng nha. Được kiểm tra hàng cho em. Một bộ 80.000 cam đất. Ai thích màu cam đất inbox cam đất cho em. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Em bao đẹp, bao xuất sắc cho mình luôn nha. Đó, tiểu thư cam đất 60kg quay đầu giùm em nha. 80.000 một bộ à. Em bao chất, bao đẹp cho mình luôn. Rồi, đỏ nha. Đó, heo đỏ cho em có chữ luôn nè cả nhà ơi. Tay dài luôn, còn hai bộ tay dài em sale cho mình luôn nha. 80.000 một bộ. Trời ơi, rồi vô cái vải của nó cực kỳ mướt cho em luôn. Ai thích đỏ nha, inbox đỏ cho em. Đỏ tay dài 60kg quay đầu nè khách yêu ơi. Chất lụa Hàn giùm em. Một bộ 80.000, chỗ cái vải em nói bao mướt luôn á. Giặt là em bao không xù lông, mặc là em bao mát cho chị em mình luôn nha. Chất lụa Hàn của nhà em là chuẩn xốp luôn. Áo có túi nha cả nhà. Áo có túi, quần dài có túi hai bên. Cái túi của nó là siêu sâu nha khách ơi. Đó, siêu đẹp luôn. Cái chất vải nó cực mướt, y chang Tâm đang mặc luôn nè. Y chang Tâm đang mặc luôn. Từ form tới chất là em bao đẹp cho mình luôn nha. Rồi, chị em nào thích màu này, màu đỏ nha. Đỏ, đỏ tay dài giùm em. Đỏ tay dài 60kg quay đầu giùm em nha. Đỏ tay dài đó, một bộ 80.000. Chị em mình được kiểm tra hàng cho em nha. Đỏ tay dài 80.000 một bộ đó, được kiểm tra hàng. Chất vải là siêu siêu đẹp. Chất vải là siêu siêu đẹp nha. Màu đỏ, chị em nào thích màu đỏ inbox màu đỏ cho em. Màu đỏ, màu đỏ nè cả nhà ơi. Đỏ tay dài nha. Đỏ tay dài 60kg quay đầu. Một bộ 80.000 được kiểm tra hàng nha. Rồi, tiểu thư luôn. Tiểu thư tím cho em. Tiểu thư tím nha. Trời ơi, chất là siêu đẹp rồi. 60kg quay đầu cho em nha. Đó, mặc bao cute, bao đẹp cho em luôn nè khách yêu ơi. Một bộ 80.000 nha. Một bộ 80.000 cho em, quần dài, vải đẹp xuất sắc con bà bảy luôn. Ai thích màu tím này, inbox màu tím cho em nha. 45 tới 65kg vừa cho em nghe cả nhà. 45 tới 60kg vừa nha. 45 tới 60kg vừa, vải siêu siêu đẹp. Màu tím, ai thích màu tím inbox tiểu thư tím cho em. Tiểu thư tím nha. Một bộ cho em chỉ có 80.000 thôi. Rồi vô vải ta nói nó cực kỳ mướt luôn cả nhà ơi. Mát lạnh luôn. Em nói một từ là mát lạnh luôn. 80.000 một bộ nha. Chị em nào thích tiểu thư tím, inbox tiểu thư tím cho em. Tiểu thư tím nha. Tiểu thư tím, chất lụa Hàn cho em. Một bộ, một bộ cho em Tâm là 80.000. Được kiểm tra hàng. Bao chất, bao kiểm tra cho em luôn. Tiểu thư tím. Rồi, ai thích tiểu thư xanh, inbox cho em tiểu thư xanh. Một bộ 80.000 luôn. Tiểu thư xanh nha. Đây, siêu đẹp chưa. Có viền ren cho chị em mình luôn nè. Quần dài nha. Quần dài cho em, tất cả là quần dài cho em nha cả nhà ơi. Có túi hai bên, lụa Hàn cao cấp là có túi hai bên cho chị em mình luôn nha. Một bộ cho em Tâm là 80.000. Form này cho em Tâm là từ 45kg tới 60kg vừa nha. 45 tới 60kg vừa. Ai thích tiểu thư xanh, inbox cho em Tâm. Tiểu thư xanh à, 60kg quay đầu nè cả nhà ơi. Chất là em bao chất cho mình luôn, siêu đẹp. 80.000 một bộ nha khách. 80.000 một bộ. Ai thích tiểu thư xanh, inbox cho em tiểu thư xanh. Một bộ 80.000. Form này cho em là 60kg quay đầu. Rồi, màu đỏ nha. Đó, màu đỏ. Màu đỏ giùm em Tâm nè. Tay ngắn nè cả nhà ơi, chất lụa Hàn nha. Bia ma đỏ, tay ngắn.
BMA đỏ tay ngắn giùm em nè. Đó, BMA đỏ tay ngắn nha, đỏ tay ngắn 60kg quay đầu giùm em, từ 45kg tới 60kg giùm em nha. 80.000 một bộ được kiểm tra hàng cho em, 80.000 một bộ được kiểm tra hàng. Chất của nhà em là siêu đẹp luôn. Đó, đỏ nha, đỏ tay ngắn, đỏ tay ngắn cho em Tâm luôn, một bộ 80.000, siêu đẹp chưa? Đỏ tay ngắn một bộ 80.000 khách yêu ơi, cực kỳ đẹp cho em luôn nha, cực kỳ đẹp luôn. Chất lụa Hàn em bao đẹp cho chị yêu mình luôn á, một bộ 80.000 cho em. Ai thích đỏ inbox đỏ cho em, đỏ, đỏ tay ngắn nha cả nhà ơi, đỏ tay ngắn cho em nè, 60kg quay đầu. Ai thích đỏ tay ngắn inbox đỏ tay ngắn cho em. Rồi, đỏ nữa nè cả nhà ơi, đỏ cho em nữa nè. Đó, cái này đỏ gấu nha, cái này đỏ gấu cho em nè. Ai thích đỏ gấu inbox đỏ gấu cho em nè. Ai thích đỏ gấu inbox đỏ gấu cho em, siêu đẹp siêu cute chưa. Áo có túi nha cả nhà, áo có túi, quần dài có túi hai bên, siêu siêu đẹp, cái vải là siêu siêu đẹp cho em Tâm luôn. 45-60kg vừa cho em, một bộ 80.000, chất lụa Hàn được kiểm tra hàng nha. Ai thích đỏ gấu này inbox đỏ gấu cho em nha. Ôi đỏ gấu này ăn sinh nhật luôn nè cả nhà ơi, siêu đẹp luôn nha. Quần bên nhà em là có dằn đáy nha khách yêu ơi, quần bên nhà em là có dằn đáy cho mình, chị em mình khỏi phải lăn tăn nha. Một bộ cho em Tâm là 80.000, được kiểm tra hàng. Rồi chị em nào thích màu này inbox em nè, đỏ gấu một bộ 80.000 nha, 60kg quay đầu cho em, từ 45-60kg nha. Rồi ai thích đỏ gấu inbox đỏ gấu cho em, một bộ 80.000, quá đẹp luôn. Đó, chất lụa Hàn của nhà em là siêu siêu đẹp nha khách yêu ơi, một bộ 80.000 cho em. Rồi em còn bộ này tay dài nữa nè, bộ này tay dài cho khách yêu của em nữa nè, tay dài vàng nha, vàng tay dài cho em nè, siêu đẹp chưa, sale cho mình luôn, 80.000 một bộ, chất lụa Hàn siêu siêu đẹp, được kiểm tra hàng nha. 60kg quay đầu, từ 45-60kg giùm em Tâm. Ai thích màu vàng inbox cho em vàng tay dài nha, vàng tay dài 80.000 một bộ, 45-60kg vừa, quá đẹp luôn, chất lụa Hàn siêu siêu đẹp, được kiểm tra hàng nha, siêu siêu đẹp, được kiểm tra hàng cho em Tâm. Rồi chị em nào mình thích màu vàng nè, inbox cho em nè, vàng tay dài, vàng tay dài nha khách yêu ơi, vàng tay dài 80.000 một bộ, em bao đẹp cho chị em mình luôn, em bao đẹp cho chị em mình luôn nha. Vàng, vàng tay dài cho em một bộ 80.000 nha, chắc là nhà em bao đẹp cho mình luôn, 80.000 một bộ, được kiểm tra hàng. Rồi đỏ đi o cho em nè, đỏ đi o cho em nha, đỏ đi o, áo có túi nha cả nhà, áo có túi, quần dài có túi hai bên. Form này cho em Tâm là từ 45kg, 80.000 một bộ chị Hương Lê ơi, 80.000 một bộ, chất lụa Hàn nha. Hàng này em có size cho mình nha, từ 45kg tới 70kg luôn nha. Hàng này em có size cho mình từ 40kg tới 70kg vừa, một bộ có 80.000 thôi, em bao chất cho mình. Chất là lụa Hàn cao cấp chuẩn xốp nha, mua hàng bên nhà em được kiểm tra hàng nha. Đây, rồi, ai thích là cái mẫu này là đỏ đi o nha, 60kg quay đầu cho em. Đỏ đi o, 60kg quay đầu cho em, 80.000 một bộ, chất lụa Hàn, áo có túi, quần dài có túi hai bên nha, cực kỳ đẹp. Vải này em bao mướt bao đẹp cho chị em mình luôn, áo có túi, quần dài có túi hai bên nha cả nhà ơi, áo có túi, quần dài có túi hai bên, chất siêu đẹp luôn. Đó, bộ vàng có màu khác không chị, bao nhiêu ký ạ? Chị bao nhiêu ký chị Hương Lê? Bộ vàng có màu khác không? Bộ vàng còn có một màu thôi, bộ vàng tay dài đúng không? Bộ vàng tay dài, cái form này là 60kg quay đầu nè. Đó, chị Hương Lê mình bao nhiêu ký? Nếu mà tay dài thì em còn 60kg quay đầu là em còn một màu xanh đen, màu xanh đen với lại một màu đỏ nha. 60kg quay đầu giùm em, từ 45-60kg giùm em nè. Em còn hai màu là một màu đỏ nè, 58kg, chị bằng ký em. Đây em cũng 58kg nha. Đây, siêu đẹp luôn. Em còn màu đỏ với màu xanh đen nè, là tay dài nha. Tay dài em còn 3 bộ thôi, mà em sale cho mình luôn bằng tay ngắn luôn, 80.000 một bộ để mặc lên cho mình xem nè. Chất lụa Hàn siêu siêu đẹp luôn cả nhà ơi, được kiểm tra hàng luôn nha, được kiểm tra hàng cho em.
một bộ 80.000. Vải của nhà em là siêu đẹp luôn á. Form của nhà em là siêu đẹp luôn. Đó, bao chất, bao kiểm tra cho chị em mình luôn. Khách nào gần shop á thì mình ghé mình lựa giùm em luôn nha. Khách nào ở xa á thì em cho mình kiểm tra hàng. Chị em mình không có gì phải lăn tăn hết nha. Đó, chất vải của nhà em là bao đẹp luôn. Chuẩn shop cho em. Em 58kg nè. Tay dài. Mặt siêu đẹp luôn cả nhà. Chất lụa hàn siêu đẹp. Shop ở đâu? Em ở ấp Tà Lọt A nha. Em ở ấp Tà Lọt A, xã Thạnh Trị Sóc Trăng nha cả nhà. Cái vải nè, cái vải của nhà em là nó mịn rứt luôn cả nhà ơi. Cái vải của nó là mịn rứt luôn, siêu đẹp luôn. Những khách nào mà biết em rồi mà lại mua đồ của nhà em rồi thì em khỏi phải giới thiệu nha. Về cái chất vải của nhà em là 10 người lại khen đủ 10 nha. À, ai biết Tâm rồi? À, Tâm ở ấp Tà Lọt A là ai biết là biết Tâm rồi. À, nha, siêu siêu đẹp cho em luôn, tay dài nè. Trời ơi, chất lụa hàn của nhà em là siêu đẹp, siêu mịn rất luôn nha. Hàng này của em tay dài là sẽ mắc hơn tay ngắn, nhưng em Tâm chỉ còn 3 bộ thôi. Em Tâm sale cho mình luôn. Đó. Vậy chủ nhật em ghé ok nha. Chủ nhật chị ghé là chị ghé buổi trưa nha chị yêu ơi. 11 giờ trưa tới chiều em Tâm mới có ở nhà nha. Tại buổi sáng em Tâm mắc bán đồ ăn. Nhà em Tâm kinh doanh hai loại nha. Em Tâm bán đồ ăn nữa. Đó, siêu đẹp luôn. Buổi chiều em Tâm mới bán quần áo. Tại buổi sáng khách đông quá. Em cũng ở Thành Trị. Đó, ok chị nha. Em ở Tà Lọt A á chị. Em ở Tà Lọt A ngay cây xăng Như Sang đó. Ngay cây xăng Như Sang luôn. Đó, như thí dụ chị không hỏi không biết á. Thì hỏi Tâm rau cải đi là ai cũng biết à. Nha. Em Tâm rau cải nha. Tôi em là Tâm rau cải ha. Còn em Tâm quần áo thì chưa ai biết nhiều đâu. Đây, những khách nào lại nhà em mua quần áo thì biết rồi nha. Đây, siêu đẹp luôn. À, một bộ cho em Tâm nè, 80.000. À, 80.000 cho em Tâm luôn nha. BMA tay dài 60kg, chị em mình quay đầu cho em. Một bộ 80.000, được kiểm tra hàng. Khách nào gần shop ghé lựa giùm em Tâm luôn nha. Ai mà có ghé shop á thì mình thông cảm cho em nha. Từ 11 giờ trưa tới chiều em có ở nhà nha. Buổi sáng em không có bán đồ được, buổi sáng không có bán quần áo. À, nhà em buổi sáng là em không có bán quần áo. Chỉ có buổi trưa tới chiều em mới rảnh em bán quần áo được thôi. Buổi sáng rất là bận nha. Đó, nên cả nhà thông cảm. Em coi đỏ đi. Đỏ tay ngắn hay là đỏ tay dài chị yêu ơi? Đỏ tay ngắn hay tay dài? Đỏ tay dài phải không? Một bộ cho em Tâm nha. 80.000 chất lụa hàn. Mình được kiểm tra hàng. Ok chưa? Đó, bao chất bao kiểm tra cho chị em mình luôn. Khách nào gần shop mà thấy em Tâm á, nhoi 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 thì mình ghé mình mua luôn nha. Hả? À, ai mà thấy em Tâm lên mạng mà nhoi quá trời à, không mua đồ giùm nó nhoi quá trời là ngày mai ghé lựa giùm em luôn nha. Đây, siêu đẹp cho em luôn nè. Một bộ 80.000, gấu đỏ nha, tay dài. Ai thích gấu đỏ tay dài inbox em nha. Form này của em là từ 60kg quay đầu, quần dài, áo có túi và có hai túi quần cho mình luôn nha. Túi quần của nhà em là siêu sâu luôn. Siêu sâu luôn nha khách yêu ơi. Được kiểm tra hàng cho em. Đây. Đỏ nè. Đỏ gấu tay dài cho em nha cả nhà ơi. Đó, chất lụa hàn siêu đẹp luôn. Chất lụa hàn của nhà em siêu đẹp luôn. Đó, đẹp chưa? Tại em còn có 3 bộ em sale cho mình bằng đồ ngắn luôn nè. 80.000. Vải siêu đẹp. Chất lụa hàn. Được kiểm tra hàng nha. Ai thích đỏ nè. Ai thích đỏ gấu tay dài inbox em nha. Đỏ tay dài 80.000 một bộ, siêu đẹp, chất lụa hàn, quần dài có túi hai bên, quần dài có túi hai bên nha. Vải của nhà em là siêu mướt, siêu đẹp luôn. Rồi em lấy đỏ, chốt cho Hương Lê nha. Mai chị ghé lấy ha, phải em khỏi lấy số điện thoại. Đó. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Hàng tay dài em chỉ có 3 bộ thôi, tại em sale cho mình á. Còn ít em sale cho mình luôn. 80.000 một bộ em bao chất cho mình luôn á. Bao chất, bao kiểm tra. Ok. Coi lại vàng, ok nha, mặc vàng lên cho mình xem nha. Gần nhà thì gần nhà em thì dặn là được rồi, sáng mai mình ghé mình coi mình lấy. Ôi trưa mai chứ đừng nói sáng mai vô em Tâm bệnh nữa, khổ nữa. Một bộ cho em Tâm là 80.000 nha, chất lụa hàn luôn, siêu đẹp luôn á. Siêu đẹp cho em Tâm luôn, rồi em Tâm lên màu vàng cho mình xem nè. Lên màu vàng cho mình xem nha. Một bộ 80.000. Đó. Trời ơi đẹp lắm. Cái này em bán hết rồi, em còn có mấy bộ em sale cho mình thôi. Chủ nhật em mới ghé nha. Chủ nhật em mới ghé nha. Bữa nay thứ mấy em bán hết, hết thứ này thứ mấy luôn á.
nay thứ mấy để em coi, nay thứ mấy, hôm nay thứ bảy hả? À? Hôm nay thứ sáu rồi, ok chế nha, mai em đi làm. Ờ mai chị đi làm nha. Rồi thứ sáu. Ờ hôm nay thứ sáu, hôm nay thứ bảy, trời trời riết em khùng, em không biết bữa nay thứ mấy luôn đó cả nhà ơi. Tại vì mình đi bán hàng á, mình không có quan tâm là thứ mấy nữa, chỉ biết thấy con đi học là biết còn đi học. Bữa nào thấy nó nghỉ, ơ bữa nay thứ bảy chủ nhật, ủa chị làm công ty thủy, chị làm công ty gì? Tại vì công ty ở dưới em á, công ty thủy sản hả? Chứ công ty may là thứ thứ bảy chủ nhật nghỉ. Chị làm công ty thủy sản hả? Siêu đẹp luôn khách ơi, màu vàng hả? May chị, ủa may hả? Công ty may mà đi làm thứ bảy chủ nhật hả? Tại vì thấy mấy người ở đây á, đi may á, thứ bảy là nghỉ nha. Rồi ai thích inbox cho em nè, ai thích inbox cho em màu vàng nè, vàng tay dài cho em. Form này là 60kg quay đầu, em còn có mấy bộ thôi nha, tay dài nhà em chỉ còn có 3 bộ thôi, chị em nào thích thì mình chốt cho em nha. Màu vàng, ai thích màu vàng inbox vàng cho em nè. Đó, siêu đẹp luôn, 60kg quay đầu cho em, vải đẹp dữ lắm luôn nha cả nhà. Chất vải là em nói là siêu mướt luôn á, siêu mướt luôn, được kiểm tra hàng luôn nha cả nhà ơi. Khách nào gần shop thì mình cứ ghé mình thử. Đó, khách nào gần shop thì cứ ghé mình kiếm em thoải mái nha cả nhà ơi. Từ trưa tới chiều em tiếp mình thoải mái luôn nha. Một bộ cho an tâm 80.000, quần dài, chất lụa hàng cho em, có túi hai bên cho cả nhà mình luôn nha. Túi là sâu luôn nha cả nhà, túi là sâu cho em luôn. 80.000 một bộ. Ai thích im ma màu già vàng nè, vàng tay dài inbox cho em vàng tay dài nha cả nhà. Siêu đẹp chưa? Đó, siêu đẹp cho em. 80.000 một bộ vàng tay dài nha. Ai thích thì mình inbox cho em vàng tay dài 45 tới 60kg vừa cho em. Một bộ là 80.000 nha khách yêu ơi. Một bộ là 80.000, được kiểm tra hàng cho em. Một bộ là 80.000, được kiểm tra hàng. Vải siêu đẹp luôn, chất lụa hàn. Ai thích màu vàng inbox cho em vàng tay dài. Vàng tay dài nha. Vàng tay dài một bộ 80.000 nha cả nhà ơi. Đó. À, 45 tới 60kg vừa, chất lụa hàn cao cấp, quần dài có túi hai bên cho chị em mình luôn nha. Quần dài có túi hai bên luôn. Siêu đẹp cho em. Rồi, em qua mẫu cho mình nha. Ai thích vàng tay dài nè, inbox vàng tay dài cho em. Tay dài này em chỉ còn 3 bộ duy nhất thôi. Một màu xanh đen màu vàng nè. Đó, màu đỏ thì chị Hương Lê mới chốt rồi nha. Đây, siêu đẹp luôn. Màu vàng, ai thích màu vàng inbox màu vàng cho em. Vàng tay dài, thỏ xanh đen tay dài nha. Thỏ xanh đen tay dài cho em. Vàng tay dài, thỏ xanh đen tay dài. 60kg chị em mình quay đầu cho em. Để em ghé rồi lựa thêm. Ok chế yêu nha. Ok chế yêu nha, trời ơi. Ghé là em khoái rồi, có người ghé tiệm em là em khoái rồi nha. Một bộ cho em tâm, 80.000 nha cả nhà. 80.000 được kiểm tra hàng. Chất lụa hàng của nhà em là siêu đẹp luôn, được kiểm tra hàng cho em nha. Một bộ 80.000 nha cả nhà ơi. Ai thích màu nào mình inbox cho em nha. Thỏ tay dài, thỏ xanh đen tay dài cho em nè. Một bộ 80.000. Form cho em là từ 45 tới 60kg vừa nha. 45 tới 60kg vừa. Chất của nhà em là siêu đẹp, được kiểm tra hàng cho em. Đó. Một bộ 80.000, chất lụa hàn, quần dài có túi hai bên nha. Quần dài có túi hai bên cho em. Thỏ xanh đen tay dài nè, 80.000 một bộ, em còn một bộ duy nhất luôn. Thỏ tay dài cho em. Đó, thỏ xanh đen tay dài nha. Rồi màu vàng tay dài nha cả nhà ơi. Một bộ 80.000, form này cho em tâm là từ 45kg. 45 tới 60kg vừa cho em, một bộ 80.000 nha khách ơi. 80.000 một bộ. Rồi, ai thích thỏ xanh đen inbox thỏ xanh đen cho em nha. Thỏ xanh đen một bộ 80.000. Đây mặc áo vô cách mát mẻ quá. Cái form này của em là form to nha, form đang mặc nè. Form này là từ 55 tới 65kg vừa. 55 tới 65kg vừa, em 58kg nè. Mặc cực kỳ thoải mái luôn đó cả nhà ơi. Trời ơi, chất lụa hàn là em nói là siêu đẹp, được kiểm tra hàng cho em nha. Một bộ 80.000, chất lụa hàn chuẩn shop cho em luôn. Vải bao mướt rực luôn nha. Khách yêu nào mình thích thì mình inbox cho em nha. Khách yêu nào mình thích thì mình inbox cho em. Một bộ 80.000 nha. Một bộ 80.000 cho em. Chất vải siêu đẹp, được kiểm tra hàng. Đó. Form em đang mặc là từ 55kg tới 65kg vừa cho em.
55 tới 60 kg vừa. Quá đẹp luôn các cả nhà ơi, chất siêu đẹp luôn á. Áo có túi nha. Áo có túi, quần dài có túi hai bên cho chị em mình lựa chọn luôn. Đó, chất lụa Hàn chuẩn shop cho em luôn nha. Một bộ em bán với cái giá cực kỳ bèo luôn rồi, có 80 ngàn một bộ thôi. Chị em nào thích thì mình inbox cho em. Đó, chị em nào mình thích thì mình inbox cho em nha. Rồi thọ, rồi màu đỏ này em chừa cho Hương Lê nha. Nhật mình ghé mình lựa. Ai gần shop em thì mình cứ việc ghé shop em thoải mái nha. Nhà em tiếp khách từ 11 giờ. Từ 11 giờ trưa tới chiều nha. À, 11 giờ trưa tới chiều tới tối nha. Buổi sáng em cũng tiếp khách luôn. Mà tiếp khách dạng khác nha. Đồ ăn đi. Buổi sáng thì ai ghé nhà em mua đồ ăn đi ha. Rồi. Màu xanh nào. Ai thích màu xanh nè, ai thích xanh phối inbox xanh phối cho em nha cả nhà ơi. Màu xanh nè, xanh phối cho em Tâm nha. Xanh phối nè, cực kỳ đẹp luôn. Một bộ 80 ngàn nha khách yêu ơi. Chất lụa Hàn cho em. Áo có túi, quần dài có túi hai bên. Quần dài có túi hai bên nha. Siêu đẹp luôn. Form này là form to cho em nè. Từ 55 tới 65 kg vừa nha khách yêu ơi. 55 tới 65 kg vừa. Ai thích xanh phối, inbox xanh phối cho em nha. Xanh phối, một bộ 80 ngàn thôi. Chất lụa Hàn, siêu siêu đẹp nha. 55 tới 65 kg vừa nè. Mặc cực kỳ thoải mái luôn. Chất lụa Hàn, áo có túi, quần dài có túi hai bên nha. Quần dài có túi hai bên nè. Em 58 kg nè. À, siêu đẹp luôn. Siêu đẹp giùm em Tâm luôn nha. Một bộ cho em Tâm là 80 ngàn. Mình được kiểm tra hàng nha khách yêu ơi. Mình được kiểm tra hàng. Khách nào gần shop em thì mình ghé mình lựa luôn nha. À, bên em có bán hàng tại shop nữa. Nên ai thích thì mình ghé lại mình kiếm em mình lựa luôn. Còn ai ở xa thì mình mới ship thôi nha. Ai ở xa thì em mới ship cho mình thôi. Một bộ cho em Tâm là 80 ngàn. Chất lụa Hàn. Form của nhà em là siêu siêu đẹp luôn nha cả nhà. Form của nhà em là siêu siêu đẹp luôn. Được kiểm tra hàng cho em. Một bộ 80 ngàn nha khách ơi. Một bộ 80 ngàn. Quá đẹp quá chất cho em luôn. Quá đẹp quá chất cho em luôn nha. Chị em nào thích thì mình inbox cho em. Đó. Em có size cho mình nha. Em có size cho mình luôn. Từ 45 kg tới 70 kg vừa cho chị em mình luôn nha. Một bộ cho em Tâm là 80 ngàn. Rồi, ai thích màu xanh phối này inbox em mã 4 nè. Ai thích màu xanh phối này inbox cho em Tâm mã 4. 55 tới 65 kg vừa mã 4. Một bộ 80 ngàn nha. Đó. Rồi. Đây, cho mình coi màu khác nha. 55 tới 65 kg vừa nghe khách yêu ơi. Quá đẹp luôn rồi. Xanh phối, hồng phối, đỏ phối, đỏ lạt phối, rồi nâu phối luôn. Nâu phối như em mặc luôn nè cả nhà. Nâu phối như em đang mặc nè cả nhà thấy không? Nâu phối nha. Cổ nè, cổ phối cho em tay nè. Cổ phối nè, tay phối nè. Viền áo nè, viền áo và chân quần giùm em luôn nha. Chất lụa Hàn cực kỳ đẹp luôn. Đỉnh của đỉnh nha. Đỉnh của đỉnh giùm em Tâm luôn. Một bộ cho em Tâm là 80 ngàn. Rồi, ai thích nâu phối này inbox cho em mã 5. Nâu phối mã 5. Đó, y chang Tâm đang mặc luôn. Cái màu y chang Tâm đang mặc luôn nè. Mã 5. Nâu phối mã 5 nha cả nhà ơi. Nâu phối là mã 5. Một bộ cho em Tâm là 80 ngàn. Được kiểm tra hàng. Từ 55kg tới 65kg mặc vừa cho em nha. Rồi. Em có nè. Xanh Dior. Xanh Dior cho chị em mình luôn. Xanh Dior này em có hai bộ nha. Xanh Dior này em có hai bộ cho chị em mình luôn. Từ 55 tới 65 kg mặc vừa cho em. Một bộ 80 ngàn chất lụa Hàn. Siêu siêu đẹp. Áo nè, phối cổ nè, tay nè, túi áo nè, quần nha. Đó, 55 tới 65 kg vừa cho em nè. Siêu đẹp chưa? Quần phối nè cả nhà, 80 ngàn một bộ nha. 80 ngàn một bộ. Ai thích Dior xanh này, inbox cho em Tâm Dior xanh. 80 ngàn một bộ. Chất siêu đẹp luôn. Chất lụa Hàn dùm em Tâm luôn nha. Chất lụa Hàn. Từ 55 tới 65 kg vừa. Chất lụa Hàn. Dior xanh. Một bộ 80 ngàn. Ai thích thì mình inbox cho em Dior xanh. 80 ngàn một bộ nha. Quá đẹp luôn. Chất vải của nhà em là siêu đẹp luôn. Khách nào gần shop thì mình cứ việc mình ghé mình lựa dùm em. Còn khách nào ở xa thì em có ship nha. Có ship mà cho mình kiểm tra hàng luôn. Đó.
cực kỳ đẹp cho em luôn. Rồi, ai thích màu xanh Dior này, inbox cho em xanh Dior nha. Xanh Dior 65kg mình quay đầu dùm em tâm mẫu này, từ 55 tới 65kg vừa. Xanh Dior quá đẹp, quá đỉnh cho em tâm luôn. Một bộ cho em tâm là 80.000 nha. Ai thích màu này inbox cho em tâm mã 6. Xanh Dior là mã 6 dùm em tâm nha. 55 tới 65kg vừa. Xanh Dior này em tâm có 2 bộ nha. Xanh Dior này em tâm còn 2 bộ mã 6. Ai thích màu này inbox em tâm mã 6. Xanh Dior. Rồi, màu vàng, màu hồng Dior cho em tâm luôn. Hồng Dior biên ma phối nè cả nhà ơi. Phối cổ áo nè, có viền cổ nè, tay nè, chân quần luôn nha cả nhà ơi. Đây, siêu đẹp cho em luôn. Ai thích màu hồng Dior này, chị em mình inbox cho em hồng Dior. Form này cho em là từ 55 tới 65kg vừa nha. Từ form tới chất là em bao đẹp cho mình luôn, còn chất vải thì em bao chuẩn luôn rồi. Đó, chất lụa hàng của em là chuẩn xốp nha. Rờ vô chất không đẹp, không lấy tiền khách yêu em luôn. Rồi, chị em nào thích, mình inbox cho em mã 9 nha. Mã 9. Một bộ cho em là 80.000, siêu đẹp luôn. Rồi, màu đỏ, ai thích màu đỏ, inbox màu đỏ cho em nè. Màu đỏ, đỏ chữ nha khách ơi. 55 tới 65kg vừa cho em, đỏ chữ, siêu đẹp chưa. 80.000 một bộ đỏ nè, đỏ chữ cho em. Ai thích đỏ chữ, inbox đỏ chữ cho em. 55 tới 65kg vừa, đỏ chữ, siêu đẹp luôn, lụa hàn phối nha. Lụa hàn phối cho em, đó, siêu đẹp chưa. Một bộ cho em tâm nè, 80.000 đỏ chữ. Chị em nào thích đỏ chữ, inbox đỏ chữ cho em. Một bộ 80.000, được kiểm tra hàng cho em. Đó, được kiểm tra hàng nha. Một bộ 80.000 nha khách yêu ơi. Một bộ 80.000. Ai thích đỏ chữ, inbox đỏ chữ cho em. 65kg chị em mình quay đầu cho em nè. Đỏ chữ 80.000 một bộ. Chất lụa hàn, vải siêu đẹp luôn, đỏ chữ 80.000 nha. 65kg quay đầu đỏ chữ nha. Đỏ chữ. Đó, đỏ chữ. Rồi ai thích đỏ chữ inbox cho em mã 10 đi. Mã 10 đỏ chữ giùm em nha. Mã 10. Mã 10 đỏ chữ giùm em nè. Có 80.000 một bộ thôi. Chất lụa hàn siêu siêu đẹp, được kiểm tra hàng cho em nha. Rồi, màu hồng chữ cho em. Đó, đồ bộ hoa 67kg, cao 1m69. Đồ bộ hoa, hoa nào? Hoa nào chị yêu, đồ bộ? Em đang lên bim ma. Chị thích mua đồ bộ ba hoa hả? Đồ bộ hoa em có nha. 67kg. Chị thích có tay hay là không có tay hả? Thích có tay hay không có tay? Hàng đó em có nha. Hương Nguyễn, để em lấy cho chị xem mẫu nha. Siêu đẹp luôn. 67kg, cao mét ơi, size số 4. Lên không tay. Lên không tay hả? Không tay 69kg em không có nha chị yêu ơi. Không tay 69kg đồ bộ. Có tay không à? Đồ bộ có tay ren được không? Chỉ có mẫu này thôi. Tại vì không tay mẫu dây á, mẫu dây nó chỉ lên size nhỏ thôi. Nó không lên size lớn chị yêu ơi. Đó. Mẫu mà sexy dây nó không có lên size to. Nó chỉ lên size là từ 60kg độ về thôi nha. Đây còn có tay như vậy nè, chị chịu không? Chịu thì em lên cho mình xem màu nha. Đó, siêu đẹp luôn. Đó, siêu đẹp luôn, nó phải có tay. Còn không tay 67kg mặt không có vừa. 67kg mặt mẫu này vừa nè. Đây nè. Có mẫu này vừa. Hồi sớm chị kia lại chắc cũng 67kg. Cao 1m, cao 1m7 luôn cơ mà. Cao 1m7, cái mẫu này vừa nè. Em 58kg, em cao 1m5 mà có số 2 thôi nha. Đây, tay như vậy được không chị yêu? Chị cao 1m7.
không chị. Đây chị không, mẫu này đẹp lắm, mẫu này siêu đẹp luôn á, hồi sáng cưng mới mặc đi bán là ai cũng khen hết trơn, và cưng mặc lên chị mới thấy được ha, chứ cưng dơ dơ biết cái gì đâu mà xem. Trời ơi, đợi em một chút. Cao 1m7 vừa, hồi trưa chị kia lại thử, chị tròn lắm, chị tròn hơn em thiệt. Vừa chị mặc size số 3 vừa nghiến luôn, đẹp lắm nha, vừa nghiến đẹp lắm. Này là size số 2, em mặc size số 2 là em 58kg, em cao 1m50, 1m53 đi, 1m53 nói cho nó có lý chút chứ 1m50 là hay lắm. Mình cao 1m7 là mình nặng khoảng 7kg là không có size nào đâu. Đây nè, cái mẫu của nó là như vậy nha chị yêu, cái mẫu của nó là như vậy nha. Đó, mẫu của nó là như vậy nè, 70.000 một bộ, 70.000 một bộ nha. Đó, chị thích đó thì em cho chị xem màu nha, chị thích thì em cho chị xem màu. Đây, cái mẫu này nè, mẫu này nè, em 58kg nhưng mà em cao chỉ có 1m50 thôi nha, là em xài size số 2 thì chị sẽ hơn em một size nha. 70.000 một bộ nha khách ơi. Mẫu dây nè, có cho mình nè. Đó, cái này là cườm nha, cái này là cườm cho em tâm luôn. Một bộ cho em tâm là 70.000, chất vải thun AT loại 1 cao cấp, được kiểm tra hàng cho em quần dài nha. Quần dài có túi hai bên, siêu siêu đẹp luôn, siêu siêu đẹp luôn. Đó, mẫu y cho em đang mặc nè, cái size số 3 nè. Đó, size số 3. Thường thường cái size này á, size này của cái xưởng này á là thường thường là tới 6 mấy ký thôi, nhưng mà sáng nay cái vải này nó có độ giãn là cực kỳ êm luôn. Trưa nay em mới bán cho khách yêu lại shop em lựa luôn, chị đó 65 ký, mà có 1m5 mấy à, chưa được cái 6 đâu. Ở mà chị cao tới 1m7 cơ mà. Em bao vừa luôn á, cao tới 1m7 luôn. Siêu đẹp nha, siêu đẹp cho em luôn. Đó, y chang mẫu em đang mặc nè, chị chịu không? Chịu thì ok, cho em cho chị xem màu nha. Đó, hàng này bên nhà em nè, có màu hồng nè, màu hồng nha. Em còn mấy màu thôi, màu hồng nè, hoa nhĩ xanh đen nè, hoa nhĩ xanh đen nè. Rồi, màu đỏ y chang em Tâm đang mặc luôn, màu đỏ y chang em Tâm đang mặc luôn. Rất là đẹp, 70.000 một bộ thôi nha khách, 70.000 một bộ thôi. Chất của nhà em là siêu đẹp luôn. Rồi, bi trắng, siêu đẹp. Trời ơi, cao tới 1m7, cao tới 1m7 mà có 67kg là gầy ấy nha, gầy lắm á. Hồi nãy em đọc em tính đâu có 1m6 ai, vậy giờ đọc lại tới 1m69 là tới 1m7 luôn á, là bằng thằng chồng của em luôn, thằng chồng em cao tới 1m7 luôn á. Đó, 6 mấy ký mà nhìn gầy chang là mình 5 mấy ký vậy khách ơi. Mấy người cao đã lắm nha. Nếu nè, nếu chị thích màu hồng thì chị inbox màu hồng cho em nha. Nếu chị thích màu hồng thì inbox màu hồng cho em. Một bộ như vậy là chỉ có 70.000 thôi nha. Kiểu y chang Tâm đang mặc luôn nè, kiểu y chang Tâm đang mặc luôn, mặc lên là cực kỳ ok. Cái túi của nó là sâu cho chị em mình đựng tiền, đựng điện thoại là bao ok luôn nha, bao ok luôn. Cái quần này là có dàn đáy nha, cái quần bên nhà em là có dàn đáy. Cái mẫu này nè là nó có chiếc ben cho mình luôn, trước và sau có chiếc ben cho chị em mình luôn nha, trước và sau nha. Mẫu này có chiếc ben, chị em nào thích thì mình inbox em. Một bộ, một bộ như vậy là 70.000 nha chị em mình ơi. Rồi, ai thích màu hồng nè, ai thích màu hồng này inbox cho em hồng nha, hồng, hồng. Tùy theo chiều cao mình mà mình mặc nha. Như Tâm lùng lùng, Tâm có 1m53 à, 52 à, nên không có bì được với cái người cao nha. Ví dụ mình cao thì mình trừ cái số heo của mình ra, tại mình nhỏ thôi. Mình nặng là nặng cái xương chứ đâu phải như tụi em đâu, thấp thấp nặng thịt không. Em mà 6-7kg là to lắm luôn á, tại em có 1m5 mấy thôi. Đây, thích màu hồng thì inbox cho em Tâm màu hồng nha. Thích màu hồng thì inbox cho Tâm màu hồng. Còn màu caro này là y chang màu em đang mặc luôn nè. Màu đỏ nè, màu đỏ caro này là y chang Tâm đang mặc luôn. Thích màu đỏ caro này thì inbox cho em đỏ caro nha. Siêu đẹp, siêu trắng, siêu sang luôn cả nhà ơi. Đó, siêu đẹp luôn. Rồi, màu nè cả nhà ơi, màu nè, bi nè. Đó, trắng bi cho em nè, trắng bi cho em nè. Siêu đẹp chưa, trắng bi. Mặc màu nào lên cũng sang hết trơn cả nhà ơi, cũng sang, cũng đẹp dùm em Tâm hết trơn nha. Đó, thun AT này là
loại 1 luôn nha. Cái vải của nó mịn rất luôn á. Mình giặt là nó không có bị xù lông đâu nha. Giặt là không có bị xù lông đâu. Em bao chết cho mình luôn. Quần thì bên nhà em có dằn đáy cho mình luôn nha cả nhà. Quần là bên nhà em có dằn đáy cho chị em mình luôn. Mặc siêu sướng luôn. Rồi, thích màu bi đen nè. Đó. Bi này bi đen, bi trắng nè. Thích inbox em nha. Bi nha. Bi trắng đi. Thích này inbox em bi trắng. Rồi màu hồng. Màu hồng nha. Màu hồng, bi trắng. Rồi caro đỏ nha. Caro đỏ. Mình thích màu nào thì mình inbox em thôi. Một bộ 70 ngàn. Trời ơi, có chiếc ben trước và sau cho chị em mình luôn. Form siêu siêu đẹp, được kiểm tra hàng cho em. Rồi, màu này gần giống như màu veo vậy nè. Nhưng mà cái mẫu này khác nha. Có một mẫu này là khác thôi. Để em cho mình xem đi, còn còn một mẫu đó là khác. Em lên cho mình cái kiểu đó nha. Rồi, thích nè. Thích hoa nhí xanh nè. Xanh đen nè cả nhà. Đó, hoa nhí này xanh đen nha. Hoa nhí này là xanh đen cho em. Trời ơi, hoa nhí lên là siêu tôn da luôn nha. Như em đi bán á, là em hay chọn mấy màu này lắm. Em thích. Đó, siêu đẹp luôn. Có nhiều người em đi bán em mặc đồ mấy màu này thấy cưng quá. Cái người ta nói, trời ơi, tại vì nó bán đồ mà. Nó lựa toàn màu đẹp đó mà. Thôi, thật tình nó Tâm rất là dễ chịu lắm. Tâm gặp màu nào là Tâm phan màu đó luôn á. Tâm gặp màu nào là Tâm phan màu đó thôi. Đó, siêu đẹp cho em luôn. Thích màu này inbox cho em nha. Hoa nhí nè. Cái này hoa nhí nè, màu màu xanh đen nè. Xanh đen nè. Đó. Hoa nhí nha. Hoa nhí này màu rêu 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 xanh đen nè cả nhà. Rêu xanh đen nè cho em nè. Siêu đẹp luôn. Một bộ cho em là 70 ngàn nha. Ai thích này, inbox cho em hoa nhí nha. Hoa nhí xanh đen nha cả nhà ơi. Hoa nhí xanh đen, một bộ cho em Tâm là 70 ngàn. Đó, y chang kiểu em Tâm đang mặc luôn. Siêu sexy, siêu đẹp. Không đẹp không lấy tiền khách yêu của em nha. Một bộ 70 ngàn, được kiểm tra hàng cho em Tâm luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, hoa nhí trắng nè. Hoa nhí trắng. Hoa nhí trắng cho em. Hoa nhí trắng nha cả nhà ơi. Một bộ cho em là 70 ngàn thôi. Quá đẹp luôn á. Cái cườm của nó là ép bằng máy nha khách. Cái cườm của nó là ép bằng máy nha, chứ không phải khêu bằng tay mình đâu. Đó, siêu đẹp luôn. Ai thích hoa nhí trắng inbox cho em hoa nhí trắng nha cả nhà. Hoa nhí trắng. Trời ơi, vải rời vô mát lạnh giùm em luôn. Form quần nhà em là chuẩn nha. Chuẩn luôn, rất là đẹp. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Một bộ cho em Tâm như vậy là 70 ngàn nha. Hoa nhí trắng. Mình thích hoa nhí trắng thì mình inbox cho em Tâm hoa nhí trắng nha. Hoa nhí trắng. Một bộ cho em Tâm là 70 ngàn, được kiểm tra hàng. Đó, 70 ngàn được kiểm tra hàng cho em. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha. Một bộ 70 ngàn nha khách yêu ơi. Hoa nhí trắng. Ai thích hoa nhí trắng inbox cho em hoa nhí trắng nha. 70 ngàn một bộ. Quá đẹp, quá đỉnh luôn. Rồi, cái size số 3 này em hết màu nha. Rồi em còn một màu nè. Kiểu cũng sắp nách nữa. Kiểu cũng sắp nách nữa, thấy cưng lắm. Một bộ này duy nhất thôi, còn sót là một bộ này duy nhất thôi. Ôi, đẹp chưa? Màu này lên là bao cute luôn. Bao cute, bao đẹp cho em luôn nha. Thích màu này inbox cho em đi. Beo đi. Cái này beo gần như ngói nè. Beo ngói nè cả nhà. Trời ơi, đẹp chưa? Tay của nó nè, siêu đẹp cho em luôn. Beo ngói cho em nha. Thích màu này inbox cho em beo ngói cũng 70 ngàn một bộ. Đó, có chip đen cho mình trước và sau luôn nha cả nhà. Siêu đẹp giùm em luôn. Siêu đẹp giùm em luôn. Một bộ 70 ngàn nha khách yêu ơi. Trời ơi, có ren nè. Tay này là tay cánh tiên cho em nha. Tay cánh tiên cho em, siêu đẹp luôn. Thích màu này inbox cho em mã beo nha. Mã beo. Đó. Mà hàng này em có size sách nát em chỉ còn mấy màu này thôi nha. Hương Nguyễn ơi, chị thích màu nào thì chị inbox cho em nha. Em hết màu rồi nha. Đây, hoa nhí trắng nè. Hoa nhí trắng nè, thấy không? Hoa nhí trắng nè. Mình thích thì mình inbox cho em hoa nhí trắng. Rồi, hoa nhí xanh đen nha. Rồi, bi trắng cho em Tâm nè. Bi trắng. Caro đỏ. Caro đỏ nha. 70 ngàn một bộ. Chỗ cái chất vải là em nói một từ là siêu ghiền luôn á. Siêu ghiền, siêu đẹp cho em luôn. Rồi, thích màu hồng này thì inbox cho em Tâm màu hồng nha. Hoặc thích màu beo này, inbox cho em Tâm màu beo. Beo nha, beo, siêu đẹp luôn. Đó, mình thích màu nào thì mình inbox cho em. Mình thích màu nào thì mình inbox cho em. Quá đẹp luôn.
sát nách này là siêu siêu đẹp cho em luôn nha cả nhà ơi. Được kiểm tra hàng cho em. Được kiểm tra hàng nha khách ơi. Được kiểm tra hàng. Vải bên nhà em là siêu đẹp siêu chất luôn. Vải của nhà em là siêu đẹp siêu chất luôn nha. Được kiểm tra hàng cho em. Một bộ cho em là 70.000 nha cả nhà. 70.000 nha. Ai thích màu beo này inbox màu beo này cho em nha. Beo. Đó, beo cho em luôn. Siêu siêu đẹp. Một bộ 70.000. Được kiểm tra hàng cho em. Beo. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn nha khách ơi. Một bộ 70.000 nha. Ai thích màu nào thì mình inbox cho em. Rồi. Dây lẻm hết màu cho mình rồi nha. Dây lẻm hết màu cho mình rồi. Cực kỳ đẹp luôn đó cả nhà. Chất của nhà em là siêu đẹp luôn đó. Thun AT cũng đẹp nữa mà. Bima lụa hàng là siêu siêu đẹp luôn. Bên nhà em đủ hàng cho mình luôn nha. Chị em nào thích hàng nào thì mình inbox cho em. Chị em nào mình thích hàng nào thì mình inbox cho em nha. Một bộ của nhà em là 70.000. 70.000 thôi cả nhà ơi. Chất vải là siêu siêu đẹp. Được kiểm tra hàng cho em nha. Mua hàng thử đi, đẹp mới mốt ghé lại mua tiếp em lần hai có sao hết trơn á. Còn ai gần sốt thì mình ghé mình lựa luôn nha. Ai gần sốt thì mình ghé lựa luôn. Thấy tâm nó nhoi quá tức quá ngày mai đang kiếm tâm liền nha. Ai thấy tâm nhoi quá ngày mai nhớ ghé kiếm tâm nha cả nhà ơi. Đó, nhoi quá trời nhoi rồi. Bình thường nó bán rau cải đâu có nhoi vậy. Bữa nay nó bán quần áo rồi, nó lên nó nhoi quá trời. Thấy ngứa mắt quá ra kiếm nó chơi nha. Đó, ra kiếm tôi đi là dính nè cả nhà. Ra kiếm tôi là dính liền nha. Một bộ cho em nè. Đó, Biêm Ma luôn cả nhà ơi. Biêm Ma là 80.000 một bộ nha. Đồ bộ của nhà em á đa số là có tay không à. Còn dây em ít lắm. Dây tại vì cái hàng mẫu dây nó sẽ không có may size to. Không may size to đặc biệt luôn á. Hàng dây thường thường là mấy người nhỏ nhỏ người ta sexy người ta mới mặc thôi nha. Siêu đẹp luôn á. Nhưng mà chị này cao mặc mới vừa. Chị này cao là mình mặc mới vừa nha. Siêu đẹp luôn nè. Đó. Rồi bên nhà em nè, đồ thun nè, đồ thun có ren cho chị em mình luôn nha. Mà em Tâm bán có 70.000 một bộ thôi. Chị em nào thích mà quan tâm thì inbox cho em Tâm nha. Hàng này em Tâm có size cho mình là tới 70kg luôn. 70kg là áp dụng với chiều cao là chỉ cần 1m55 thôi nha. Còn ai trên 1m55 thì mặc cái size của mình thường thường là mình đã biết rồi nha. Mình chọn size giùm em luôn nha. Siêu siêu đẹp luôn. Đó, siêu siêu đẹp luôn. Tay ren nè. Ren này là ren nhung nha khách yêu ơi. Ren này là ren nhung cho em nha. Ren này là ren nhung cho em nha. Một bộ cho em như vậy là 70.000. Được kiểm tra hàng. Rất là nhiều bông cho chị em mình chọn. Hàng bên nhà em là bao la bông luôn á. Về bản màu bông thì bên nhà em là bao la nha. Đây, một bộ 70.000 cho em. Được kiểm tra hàng. Vải đẹp xuất sắc luôn. Tay ren nhung có kiểu cho chị em mình luôn nè. Tay ren nhung có kiểu cho chị em mình luôn. Một bộ 70.000 nha cả nhà ơi. Một bộ 70.000 thông AT có ren nhung cho chị em mình luôn. 70.000 một bộ, bao chất bao kiểm tra luôn nha. Bao chất bao kiểm tra chị em mình luôn. Ai thích màu nào thì mình inbox cho em. Ai thích màu nào thì mình inbox cho em nha. Rồi em còn mấy bộ à. Em lên cho mình xong nha. Rồi, ai thích. Ai thích chữ nè. Chữ nè. Đó, Biêm Ma chữ cho em nè. Chữ hồng nha. Ai thích inbox cho em Biêm Ma chữ hồng. Form này cho em là 55-65kg vừa nha. 55-65kg vừa cho em, 80.000 một bộ nha. Ai thích, ai thích hồng chữ nha, inbox hồng chữ cho em. Hồng chữ. Hồng chữ mã 11. Hồng chữ mã 11 nha khách ơi. Hồng chữ mã 11. Chất lụa hàn siêu đẹp luôn. Đẹp rụng rỉnh rung rinh giùm em luôn nha. À, đẹp rụng rỉnh rung rinh giùm em luôn. Một bộ cho em Tâm là 80.000 chất lụa hàn. Vải của nhà em Tâm là siêu đẹp. Đây, còn cái này là bảng màu của nhà em nè. Đó, đồ thun nè, thun AT của nhà em rất là đẹp luôn. Bảng màu của nhà em rất là bao la nha. Thun AT ráp ren luôn. Ráp ren nhung cho chị em mình luôn. Một bộ em bán với cái giá cực kỳ yêu thương là 70.000 một bộ nha. Bao la màu cho chị em mình luôn. Ai thích màu nào thì mình inbox cho em nha. Đó, ai thích màu nào inbox em. Hàng này em có size cho mình đủ cho tới 70kg vừa luôn nha. Là áp dụng với chiều cao 1m55 nha. Ai cao trên 1m55 thì mình trừ hao ra giùm em nha. Một bộ cho em Tâm là 70.000. Siêu đẹp chưa.
Trời ơi, quá trời màu luôn. Bạn màu bên nhà em là bao la nha khách yêu ơi. Bao la màu luôn. Bao la màu cho chị em mình lựa chọn. Đó, quan trọng cho chị em mình thích hay không thôi à. Nha. Chị em nào mình thích thì mình đến với em Tâm nha. Một bộ cho em Tâm là 70.000. Được kiểm tra hàng. Được kiểm tra hàng nha cả nhà. Được kiểm tra hàng nha. Ô quên đây sót một bộ này. Hồi sớm khách lựa này, em chưa kịp dẹp nữa. Một mình em làm công chuyện nhiều quá, em làm đâu kịp đâu. Đây, nè cả nhà thấy không? Tay ren nhung của nhà em nè, quá trời kiểu luôn. Ráp ren nhung cho em luôn nha. Cái mẫu này là có bo ngực cho em nè. Mẫu này có bo ngực, có ráp cườm cho mình luôn. Có ráp cườm cho chị em mình luôn nha. 70.000 một bộ. À, chất AT siêu đẹp luôn. Hoa thì quá trời hoa rồi. Đừng nói tới nha. Một bộ 70.000 nha khách yêu ơi. Được kiểm tra hàng cho em. Chất siêu đẹp. Được kiểm tra hàng. Không đẹp không lấy tiền khách yêu của em luôn. Một bộ 70.000 nha. Vải siêu siêu đẹp cho em luôn nè. Ai thích inbox em nha. Mình bao nhiêu ký mình inbox cho em sẽ cho mình chọn màu nha. 70.000 một bộ thun AT ráp ren nhung cho mình. Form siêu đẹp luôn. Đó, form siêu đẹp cho em luôn nha cả nhà. Rồi. Lụa hàng em đang mặc là em bán có 80.000 một bộ thôi. 80.000 một bộ lụa hàng nha cả nhà. 80.000 một bộ lụa hàng nha, siêu siêu đẹp. Còn thun AT là 70.000 một bộ. Quá trời bông cho mình luôn. Bao la bông được khách ơi. Bao la bông luôn. Ai thích thì mình inbox em. Ai thích thì mình inbox em. Một bộ thun AT 70.000 có ren nhung cho mình luôn. Có ráp ren nhung cho mình luôn nha. Đó. Lụa hàng thì nhà em có size cho mình từ 40 kg. 40 kg tới 70 kg có size nha. Siêu siêu đẹp luôn. Đó. Một bộ cho em Tâm nè. Thun AT nè. Ai thích thun AT mình inbox thun AT. Còn ai thích xem bim ma thì xin bóc bim ma cho em nha. Quá đẹp luôn. Bim ma như em đang mặc nè. 80.000 một bộ. Chất lụa hàn. Được kiểm tra hàng nha. Chất lụa hàn được kiểm tra hàng cho em. Đó, siêu đẹp luôn. 80.000 một bộ lụa hàn. Đó, phối nha. Phối nè. Phối cổ, phối tay nè. Quần dài có túi hai bên. Siêu đẹp cho chị em mình luôn. Ai thích thì mình inbox cho em. Rồi. BMA chữ nha, chữ vàng cho em nè. Size này cho em là từ 55 tới 65 kg vừa. Chữ vàng cho em. Ai thích BMA chữ vàng em báo chữ vàng cho em nha. 55 tới 65 kg vừa, một bộ cho em là 80.000. Được kiểm tra hàng cho em nha. Chữ vàng, mã 12. Ai thích màu này em báo cho em chữ vàng mã 12. Mã 12 cho em chữ vàng. Một bộ 80.000 được kiểm tra hàng cho em nha. Chữ vàng. Từ 55 kg tới 65 kg vừa cho em. 55 tới 65 kg vừa nha. Chữ vàng. Ai thích chữ vàng inbox chữ vàng cho em. Quá đẹp luôn. BMA phối chữ vàng này cả nhà ơi. Siêu đẹp chưa. 55 tới 65 kg vừa nha. Chữ vàng. Một mã 12. Ai thích chữ vàng inbox chữ vàng cho em mã 12. Rồi. Chữ xanh nè. 55 tới 65 kg vừa. Chữ vàng. Chữ xanh. Ai thích chữ xanh inbox chữ xanh cho em. Trời ơi, siêu đẹp luôn cả nhà ơi, siêu đẹp luôn. Áo có túi nha, áo có túi, quần dài có túi hai bên. 80.000 một bộ. Mua hàng được kiểm tra hàng cho em. Ai thích chữ xanh inbox chữ xanh cho em. Quần dài có túi hai bên. Áo phối nha, áo phối nha. Siêu đẹp luôn chưa. Ai thích chữ xanh inbox chữ xanh cho em nè. Một bộ 80.000 nha khách yêu ơi. 80.000. 55 tới 65 kg vừa cho em chữ xanh. Chữ xanh nha. Ai thích chữ xanh inbox chữ xanh cho em. Một bộ cho em Tâm 80.000 nha. Chữ xanh. Đó. Ai thích chữ xanh inbox chữ xanh cho em 80.000. 80.000 chữ xanh. Chữ xanh nha, mã 13 cho em nè. Ai thích chữ xanh inbox cho em Tâm mã 13. Mã 13 cho em, chất lụa hàn. Vải đẹp xuất sắc luôn. Rồi, cái này phối đỏ nè. Phối đỏ cho em, y cho em đang mặc luôn. Rồi, phối hồng nha. Phối hồng. Một bộ cho em Tâm là 80.000. Được kiểm tra hàng nha khách yêu ơi. Được kiểm tra hàng cho em. Một bộ 80.000, chất lụa hàn. Siêu siêu đẹp.
Cái vải của nhà em là nói một từ là siêu đẹp rồi nha. Siêu đẹp cho em luôn. Ai thích màu nào chị em mình inbox cho em. Size là 55 nè. Size này cho em là 55 tới 65 kg vừa nha. 55 tới 65 kg vừa. Chất lụa Hàn siêu đẹp luôn. Đó, chất lụa Hàn siêu đẹp luôn. Tám rưỡi. Ai thích xem hàng nào mình inbox cho em, cho mình xem nha. Ai thích xem hàng nào mình inbox cho em, cho mình xem. Rồi nha. Bên em có bán tôn phối nữa nha khách ơi. Bên em có bán tôn hai da nữa nha. Tôn hai da, tôn phối cho chị em mình luôn nè. Một bộ. Tôn hai da nha cả nhà. Tôn hai da nha. Tôn hai da cho em nha. Siêu đẹp luôn. Tôn phối nè. Tôn phối, tôn hai da cho em luôn. Quá đẹp, quá đỉnh. Tôn phối, tôn hai da nha cả nhà. Siêu đẹp cho em luôn. Đó, đẹp chưa? Tay cánh tiên nha. Tay cánh tiên cho em có kiểu cho mình luôn nè. Có kiểu cho mình luôn. 80.000 một bộ nha. 80.000 một bộ tôn phối. Chị em nào mình thích thì mình inbox cho em. Size này là size số 3 nha. Size này là size số 3. Đó. 50 tới 60 kg vừa cho em nha. 50 tới 60 kg vừa cho em. Size số 3. 50 tới 60 kg vừa cho em. Siêu đẹp luôn. Đẹp chưa? Tôn phối, tay cánh tiên. Một bộ cho em tâm là 80.000. Đó, tôn hai da nha cả nhà. Tôn hai da nha. Quá trời màu luôn á. 80.000 một bộ. Hàng này em có size cho mình tới 80 kg nha. Hàng này em có size cho mình tới 80 kg, tôn phối hai da nè cả nhà. Có kiểu cho mình luôn. Tay cánh tiên siêu đẹp luôn nha. Màu hồng nè, hồng phối nè cả nhà, hồng phối nè. Siêu đẹp chưa? Rồi, màu xanh nha, màu xanh. Siêu đẹp cho em luôn. Đó, 80.000 một bộ. Size này cho em là từ 50 tới 60 kg vừa, tôn hai da. Quá đẹp. Xuất sắc cho em luôn nha, tôn hai da. Ai thích màu này inbox em nha. 50 tới 60 kg vừa cho em, tôn hai da nha cả nhà ơi. Siêu đẹp luôn. Quần dài, quần lỡ nha. Quần lỡ có túi hai bên. Quần lỡ có túi hai bên. Siêu đẹp. Một bộ cho em. Một bộ cho em là 80.000. Được kiểm tra hàng nha. 80.000 một bộ. Được kiểm tra hàng. Vải siêu đẹp. Đây. Đó, vải siêu đẹp. 80.000 một bộ. Ai thích màu này inbox em nha. Tôn hai da nha cả nhà. Bên em có đủ hàng cho mình luôn á. Chị em nào mình thích mẫu nào mình inbox em. Tôn hai da 80.000 một bộ. Chất vải siêu đẹp. Được kiểm tra hàng nha. Quá đẹp luôn nè cả nhà ơi. Hoa lá nè. Siêu đẹp cho em chưa? Siêu đẹp luôn nha. 50 tới 60 kg vừa cho em tôn hai da. Siêu đẹp luôn. Ai thích inbox cho em nha. Tôn hai da nha khách yêu ơi, tôn hai da. Vải đẹp xuất sắc. Quần lỡ nha cả nhà, 80.000 một bộ, sale cho chị em mình luôn 80.000 một bộ đây. Hàng này em có size cho mình từ 40 kg tới 80 kg có size nha. 40 tới 80 kg có size. Chị em nào bao nhiêu ký thì mình inbox cho em tâm nha. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Từ 70 kg tới 80 kg là 90.000 một bộ. Đó. Còn đó, từ 40 tới 70 kg, 40 tới 70 kg cho em là 80.000 một bộ nha. Siêu siêu đẹp, được kiểm tra hàng. Ok chưa? Quá đẹp luôn cả nhà ơi, lụa Hàn nha em nè. Ơ quên lộn. Tôn hai da. Tôn hai da nha khách yêu ơi. Siêu đẹp cho em luôn. Một bộ 70.000 thôi, 80.000 thôi. Quá đẹp. Tôn phối này rất là đẹp nha.
Ai thích thì inbox em. 40 tới 80 kg có size cho mình. 40 kg tới 80 kg em có size cho mình nha. Cực kỳ đẹp. Chị em nào mình thích thì mình inbox cho em. Một bộ 80.000. Rồi, cả nhà còn ai thích xem hàng gì đó mình inbox em để cho mình xem. Để em có con nhỏ, con em nó khóc á. Em xét con xuống like quá. Nha, ai thích xem hàng gì thì mình inbox cho em nha. Bên nhà em là bao lai hàng chị em mình lựa luôn. Một bộ cho em là tôn nè. Tôn 2 da là 80.000 một bộ nha khách. Có size cho mình từ 40kg. 40kg tới 80kg vừa nha. 40 tới 80kg vừa. Riêng size số 5 á là từ 70kg tới 80kg là mình lên cho em 10.000 một bộ nha. Còn mấy size này là 80.000 một bộ hết. BMA nha khách ơi. BMA này cho em nè. Size cho em là từ 40kg tới 60kg vừa nha. Chất lụa cho em, lụa này lụa 100D nha. 60.000 một bộ được kiểm tra hàng cho em. 60.000 một bộ lụa 100D. Siêu đẹp luôn. Ai thích màu hồng inbox màu hồng cho em nè. 40 tới 60kg vừa lụa 100D, vải siêu đẹp. Được kiểm tra hàng nha. Được kiểm tra hàng cho em. Vải đẹp xuất sắc luôn. Ai thích thì mình inbox cho em nha. Một bộ 60.000. Rồi em xuống like nha khách yêu ơi. Ai thích xem gì hẹn ngày mai nha, tối 7 giờ nha. Tại em có con nhỏ em không có like lâu được, nhiều khi cháu nó khóc á, em phải xuống. Nên ai thích hàng gì thì mình em like á, mình tranh thủ mình chọn giúp em nha. Hàng nhà em là bao chất bao kiểm tra hàng cho chị em mình luôn. Không đẹp không lấy tiền đó cả nhà ơi nè. Lụa giùm em nè, lụa giùm em nè có 60.000 một bộ nên lụa trăm đêm bán 60.000 một bộ thôi nha. Bao chất bao kiểm tra luôn. Còn lụa hàn như em Tâm đang mặc nè. 80.000 một bộ, được kiểm tra hàng cho em chưa? Ok chưa? Rồi em chào cả nhà nha.